Có gì không ạ? Đây là Dương Hương, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Phủ Lý. Rồi. Chúng hướng chị đi việc trên xe của chị hiện tại ở công an thành phố. Được giấy xử lý thủ như thế nào ạ? Chị hôm nay thì triệu tập chị mà lần trước thì có triệu tập chị nhưng mà nhận giấy triệu tập lên thì hôm nay là chúng tôi có gửi giấy triệu tập của lãnh đạo và mời chị lên cơ quan đội cảnh sát giao thông công an thành phố để làm việc. Lý do gì triệu tập ạ? Giải quyết chiếc xe, nhưng mà tôi là người bị hại, tại sao lại triệu tập tôi? Sao lại bị hại như nào, có đánh nhau chửi nhau gì đâu mà tôi bị cướp mà. Chị không xem bằng chứng à? Không, cái này thì đấy là chị nói thôi. Chị có thích bằng chứng tôi đưa bằng chứng cho chị? Tôi có gửi đơn lên cho công an thành phố này, viện kiểm sát thành phố, công an tỉnh, viện kiểm sát tỉnh, tôi đều gửi hết. Bằng chứng thì các cơ quan đấy cũng không có nhận, nói là khi nào cơ quan nào giải quyết thì sẽ nhận bằng chứng, nhưng mà đến bây giờ không hề nhận bằng chứng mà bây giờ đưa giấy triệu tập tôi thấy đấy là một cái sự hết sức là vô lý. Cái này là chị nghĩ là chị nhưng mà đây là lãnh đạo cũng có gửi giấy triệu tập cho chị, cơ quan công an đã gửi có gửi giấy triệu tập chị và để mời chị lên không giấy triệu tập khác, mời khác. Nếu như mời tôi lên để giải quyết về vấn đề bởi vì như này chị tính nghe đã. Thực tế là có chị vi phạm của giao thông đường bộ. Vi phạm cái gì? Chị có biết lúc đó chị có mặt ở đấy không mà chị bảo không, tôi vi phạm? Cái này là có một tổ công tác, rồi các đồng chí ở trong đó và các đồng chí đã chị ngồi yên, tôi lấy đĩa cho chị coi. Không, được rồi, em nói chuyện với chị bằng chứng rồi. Tại vì cái gì mình nói là nó phải có được bằng rồi, chứng chị em mình cứ nói chuyện xong rồi là chị có thể là chị bằng chứng như nào chị nói chuyện tiếp. Thì cái biên bản vi phạm hành chính thì có cái lỗi là chị là không chấp hành hiệu lệnh vạch chỉ dẫn kẻ đường một, và hai là yêu cầu chị xuất trình giấy tờ và chị cũng không có xuất trình giấy tờ, và trong quá trình các đồng chí có lập biên bản và đã có nhân chứng ký. Đây là hiện tại là em đã nói sơ bộ cho chị, còn khi nào chị làm việc ở trên cơ quan công an thì sẽ được gặp lãnh đạo chúng tôi thì chúng tôi sẽ giải thích rất là ngọn ngành cho chị. Đây là sơ bộ trong đó có ghi là cảnh sát giao thông chặn tôi lại để cho an ninh mật vụ cướp máy ảnh không? Có bằng chứng, tôi có đầy đủ video quay lại hết toàn cảnh cái chuyện đó. Đấy là việc của chị, còn chị vi phạm luật giao thông đường bộ. Nhưng mà này, chị nhầm nhá, nếu chị nói như thế thì chị nhầm, chị hãy cầm giấy triệu tập này ra khỏi nhà tôi. Bởi vì sao? Chị không có mặt ở đó. Không. Và cái lý do tôi chị video tôi có quay được là không, tôi hỏi cảnh sát giao thông lý do gì chặn tôi lại, cảnh sát giao thông không trả lời được. Và để cho an ninh mật vụ cướp máy ảnh của tôi, khi tôi giằng co máy ảnh thì cảnh sát giao thông đã cướp xe của tôi, trong đó có cả con của tôi. Đó, chính vì thế mà ngành công an, nếu như ngành công an không làm đúng sự thật thì hãy cầm giấy này về khỏi nhà tôi, đi ra khỏi nhà tôi ngay. Không, để in chị để tôi nói. Bởi vì chị không biết là tôi có vi, chị không có mặt ở đấy, chị không biết là tôi có vi phạm vạch hay không nhá. Tôi không hề vi phạm một lỗi gì. Và cảnh sát giao thông hỏi tôi quay được hết, là tôi hỏi cảnh sát lý do gì tôi vi phạm, lý do gì dừng xe tôi, họ không trả lời được. Chị hiểu không? Bây giờ lại nói là yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ. Trong cái video đấy không hề có một cái câu nào nói xuất trình giấy tờ. Tôi hỏi lý do gì dừng xe tôi thì không trả lời được. Mà bây giờ lý do gì mà triệu tập tôi như thế này? Chị nhá, cái này là có biên bản, các đồng chí có biên bản. Nếu có biên bản tại chỗ có tôi ký ở đấy không? Hay là đuổi tôi khi cái an ninh mật vụ cướp máy ảnh của tôi? Tôi giằng được máy ảnh cái thì lập tức cảnh sát giao thông cướp xe máy và an ninh mật vụ đuổi theo tôi. Tôi chạy đi ẩn nhá, tôi chạy đi để lánh nạn nhá. Chứ thế là chị nghĩ là công an mật vụ chứ sao lại chị lại nghĩ công an mật vụ? Chị có biết cái đứa đấy, chị có biết đứa đấy là ai không? Cái đứa đấy là cái ngày 21 tháng 10 năm 2013, nó và cảnh sát giao thông công an bắt mẹ con tôi, chính là thằng Lê Đức Tùng, phó công an thành phố, và thằng Phương, phó an ninh thành phố,
trong cái nhóm chỉ đạo đấy bắt mẹ con tôi về công an phường Lê Hồng Phong đánh đập mẹ của tôi, trong đó chính cái đứa cướp máy ảnh của tôi là cái đứa đánh mẹ của tôi trong công an phường Lê Hồng Phong, mà thằng thằng Phạm Quang Tiến phó công an thành phố phó công an phường Lê Hồng Phong là cái người ngồi quay phim chụp ảnh nhá. Lên và cái đứa cướp máy ảnh của tôi cách đây mấy năm tôi đến phường Hai Bà Trưng để lộp làm cái thủ tục tạm trú, chính cái đứa đấy là mặc quần áo công an nhận hồ sơ của tôi nhá. Chính vì thế tôi nói rồi, nếu như không biết thì đừng bao giờ đưa cho tôi cái giấy này. Bởi vì sao? Tôi không hề vi phạm luật giao thông, bằng chứng của tôi có, tôi gửi cho cơ quan công an và viện kiểm sát rồi. Bây giờ đừng có đưa cái giấy này đến và nói là tôi vi phạm cái này cái kia. Đó là một cái điều dối trá trơ trẽn của ngành cảnh sát giao thông lẫn công an. Và tôi từ chối, tôi yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi nếu như mà làm việc không đúng. Tôi có chút ý kiến này nhá. Không, Lê Hoàng Tuấn Anh, chính Hoàng Tuấn Anh là cái người đã từng hãm hại mẹ con tôi rất nhiều lần. Và bây giờ tôi tuyên bố là đi ra khỏi nhà tôi không làm việc với người đã từng hãm hại mẹ con tôi nhiều lần như thế. Chính Tuấn Anh biết là Tuấn Anh với cả ông Quyết xùi đúng không? Đến nhà tôi ngày 7 tháng 1 năm 2010, đến bảo chuyện mẹ nào, con tôi đến, chuyện nào ra chuyện đó. Nhưng hiện tại cái văn bản này đang là sai trái. Chị có biết văn bản này đang là cái giấy triệu tập này sai trái không? Cái này làm chúng tôi đã phải có nghiên cứu và đã có nghiên cứu thì đã nhận bằng chứng chưa? Đã cầm bằng chứng của tôi chưa mà dám làm như thế này? Chị có bằng chứng, còn cơ quan công an cũng có phải có bằng chứng. Có bằng chứng, chính vì thế mà các cái đơn của tôi đưa ra, hãy làm việc đi đã và nhận, mà khi nào nhận bằng chứng của tôi đi đã hãng đưa giấy triệu tập, còn chưa nhận bằng chứng của tôi thì đừng đưa giấy triệu tập. Chị cứ cầm trực tiếp lên gặp lãnh đạo của chúng không. Tôi sẽ làm. Tôi không làm việc đó. Tôi không làm việc đó bởi vì sao? Tôi đến chính cảnh sát giao thông rất nhiều lần hãm hại mẹ con tôi rồi và bằng chứng của tôi đều có đầy đủ. Tại sao không nhận bây giờ lại đưa cái giấy triệu tập vớ vẩn này? Tôi không hề vi phạm, tôi nhận cái giấy triệu tập. Cơ quan công an mà chị lại bảo vớ vẩn. Thế tại sao cái giấy triệu tập này, chị nhìn cái giấy triệu tập này là cái gì? Cái mắt của chị có nhìn thấy không? Hả? Tôi không hề vi phạm đưa giấy triệu tập mà lại bảo là không vớ vẩn à? Tôi mời làm cái thủ tục này đi ra khỏi nhà tôi, đừng vào nhà tôi làm như thế này. Chị nói chuyện cứ bình tĩnh. Không, tôi không bình tĩnh với công an, riêng công an cảnh sát giao thông tôi không bao giờ bình tĩnh nữa. Bởi vì sao? Không làm đúng sự thật tôi không có làm việc. Thế thôi, không làm đúng luật nhé thì đi ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ làm việc với tôi. Cướp xe máy của tôi, bằng chứng tôi có đầy đủ, tại sao bây giờ không dám nhận bằng chứng mà đưa giấy triệu tập? Các chị có trơ trẽn ấy. Cảnh sát giao thông và công an có ngồi xổm lên pháp luật ý, thì ngồi xổm nó vừa phải thôi. Cái gì? Cái đạo lý con người là nó vẫn là trên hết nhá. Ngày hôm nay các anh các chị mặc bộ quần áo công an, các anh các chị đàn áp tôi. Nhưng mà ngày mai ý, khi tôi nói rồi là quan thì nhất thời, dân thì vạn đại. Hãy nhìn đi, mấy hôm 27 Tết có một đứa con của công an bị chết tàu, cán tàu. Người dân người ta không biết là con nhà ai, người ta còn đang thương xót. Đến khi biết là công an, con nhà công an, người ta đã nói gì? Chính thằng mật vụ đứng cạnh tôi và kêu ông Lê Đức Tùng phó công an thành phố có nghe thấy người dân nói câu đấy, con nhà công an à, chết cũng đáng đời, có cần phải thiết phải như thế không? Chuyện nào ra chuyện đấy. Nhưng bây giờ lại hãy nhìn đi, cảnh sát giao thông cướp làm nhiệm vụ, chính vì làm nhiệm vụ thì hãy làm đúng, đừng bao giờ làm sai. Hãy cầm ngồi yên đấy, tôi lấy bằng chứng ra cho xem xong rồi hãng trả lời. Đừng không, tôi không sửa sói. Đây đây, tôi sẽ mở cho xem ngay nhé.